Jupathan kính chào quý khán giả nhé. Chào mừng các bạn đến với ngày tiếp theo trên cái công trình xây dựng hai cái phòng học ở trên cầu Dề Sang. Thì hôm nay mình đi cho các bạn xem cái hình ảnh cái con đường mà chở vật liệu. Mỗi ngày được có hai xe lên nơi không kịp cho anh em thợ làm thì hôm nay là đã phải chở thêm đá này, đá suối lên để lấp vào những cái chỗ trũng để cho xe có thể yên tâm chạy qua được. Con đường chở vật liệu đây, cả sáng nay người dân cùng với lại anh em lái xe đang khắc phục. Vẫn chưa được ăn cơm thế này. Vẫn chưa ăn cơm à? Ăn cơm lắm thế này. Ôi. Này làm suốt cả buổi trưa đây ạ. Cẩn thận. Từ từ đã. Chở bớt một xe đá suối này lên để lót vào đường luôn. Bây giờ đi đâu là đá giải lên đấy. Mấy anh em ở trong kia thì cứ đợi đá lên để đổ móng. À. Không, đá thì ở đây rồi. Anh ra đi, anh ra đi. Từ từ, từ từ. Đá thì ở đây rồi. Mình cho máy chẳng ra vào đây lắm. À, mình cho một ít đây thôi gì. Một ít ở đây thôi. Không đổ, không đổ. Lúc vào dễ hơn lúc ra đúng không? Bên này này. Bên trong này đất đất đấy hơn chứ, đất cứng hơn chứ. Đất cứng. Một xe của Tuyến ở đằng trước nữa à? Xe chở đá. Ờ, còn xe này chở sỏi đằng sau à? Đây cây gỗ đây gì? Hôm qua nhờ dân một buổi rồi nhưng mà không được việc. Hôm nay vẫn phải làm lại. Mà mất gần như là nửa ngày hôm nay nữa. Cẩn thận đó. Ui, bánh trưng nó trồi. Hết đá tí đây, không đủ để đổ móng đâu. Giờ cần má bên này thôi. Cái chỗ kia cũng phải cho một ít vào này. Ờ không, vừa nó đi thấy nó trôi bánh lắm. Trên cái tuyến đường đi vào công trình thì có 3 điểm là nó bị nhão ướt như kiểu này. Ngoài cái chỗ này ra còn hai cái khe nước nữa. Giờ anh em mình đi đến đâu là chỗ nào cần sửa là sửa. Lần này làm cho là đường nó đi để yên tâm luôn. Không thì không kịp vật liệu cho thợ trong cái làng. Rồi. Ngon rồi. Một đoạn khoảng 30 mét. Và mình sẽ đi vào cùng với anh em. Làm phát này đã yên tâm chưa anh? Yên tâm rồi. Giờ yên tâm đến xong công trình rồi không lo đường nữa nhá. Bảo thế này đã đủ yên tâm chưa? Ngày mai là
Ờ, thế mai cứ yên tâm chở cho anh em làm thôi. Lên xe đấy ngồi luôn. Ngồi xe đấy luôn. Ngồi xe này luôn đấy. Bây giờ là gần 3 giờ chiều rồi, anh em mới bỏ bánh kẹo mì tôm ra ăn tạm đây, vì trưa nay là làm thông trưa để cho con đường nó thông đây. Ngày mai thì hai anh em bảo chở, cố gắng chở sớm sớm cho nó. Mai chở cái gì trước nhỉ? Gạch à? Gạch đi. Gạch đi. À xi chưa hết rồi đúng không? Không, xi này đổ móng là hết rồi. Thế một xe chở xi, xe chở gạch. Một xi một gạch lên. Mẹ đéo có xi cho nó làm đâu. Đồng người các bạn. Chiều thì mới chở gạch. Rồi chiều chở hết gạch. Cát nữa, cát xây. Cát xây đấy, hôm qua là mới có cát bê tông thôi. Chưa có cát xây đâu. Chắc phải chèn đá rồi. Phải về chèn. Chân đá bánh bên phải rồi. Bắt đầu rồi chứ. Ngồi thụt xuống ngã bây giờ. Ngồi xuống. Sỏi vào nó mới bám được anh ạ. Cái lốp của anh mòn quá rồi. Lốp này chưa mòn luôn. Con tôi này vừa mua chưa được tháng mà. Chưa mua chưa được tháng á? À, làm gì nó mòn. Chẳng qua dính đất nó như thế thôi. Tôi không phải vào đâu em. Tôi có ít. Tôi có ít. Tôi không vào nó tận đầu. Sơ có cái. Không thì tao cái này sơ cho nó qua đây. Nó thấy ở chỗ này luôn. Sỏi với xe anh. Đít nhẹ quá hay sao ấy? Kiểu đít nhẹ quá hay sao ấy? Nhìn rất đơn giản mà không qua được nhỉ? Anh xếp đá dồn hết sang cái góc này nào. Dồn đá vào góc cho lặng cái bánh xuống, để cái bánh xuống. Nó lún hết sang ra ngoài. Ta bị cáo rồi, ta mà không qua. Ta mà không qua. Ta mà không qua.
sạt hết thôi. Con ốp đấy có con nó tròn xin cặp con. Cuối cùng đã qua được cái đoạn đoạn hõm rồi. Sửa đường, tối về đến nhà thôi. Một ngày thì được có một chuyến. Thế thôi. Thôi cố gắng ngày hôm nay cho nó may, mình làm việc tao ngon nhẹ. Rồi. Ô, mất sáng thôi. Giờ quý từng viên đá một nó lăn xuống dưới kia giờ. Số của bên lên đấy. Một viên bây giờ thì đúng là tiền mấy chục nghìn lên đây được viên đá. Ló à? Hả? Bây giờ là anh chỉ kè chỗ này thôi, xong là bây giờ một cái lốt đi ở chỗ này, xong một cái lốt đi ở chỗ này. Anh ạ. Anh tiết kiệm đá đây, thôi, thế thôi. Thế thôi, không còn hai chỗ nữa cơ. Còn mấy chỗ cơ, anh ạ. Còn hai cái khe nước nữa. Bây giờ nhá, may là mình cho một cái bánh đi đây. Một cái bánh vào đây. Đấy. Bây giờ đào chỗ này đây thôi. Anh cho mấy cái đá cho vào đấy thôi. Anh em cùng nhau sửa ra gì. Hôm nay việc sửa đường mà. Thợ ở trong kia đang sốt ruột lắm rồi. Đúng rồi, đợi cả ngày này rồi. Đợi cả ngày này rồi. Ở đây anh bỏ đi xong anh cho đá vào nhá. Trên này khổ cái không có đá. Không có đá đấy. Muốn nhờ dân để nó tiết kiệm được cái chi phí bớt đi. Nhưng mà không được. Đá này nhặt nguyên một cái nhặt con em nhà cả buổi sáng quấy rác đấy, đi được ấy. Dân thì chỗ để nhờ vả dễ nhất thì bây giờ họ cũng bó tay rồi thì không phải. Đá mà nó bó tay mà. Sáng nay lên sớm rồi. Đôi em điện nó bắt thì mẹ. Đến đây rồi. Trưởng bán gọi 4 thằng ra đây rồi. Không làm được cái gì. Bởi vì không có đá luôn. Vâng. Anh làm đá cái to lắm không? To quá thì phải đào sâu. Không xe lại không trèo qua được. Có cái đấy khả năng không lấy đá nữa. Được. Cho máy đá viên bé bé rồi, máy đá to. Ui, như thế không đi được anh rồi. Như thế không đi được. Có xếp từ đây ra không ạ? À, không. Có xếp từ đây ra không? Alo anh à? Nó chứ rồi, nó khách ăn tơi thế. Chứ chưa à? Rồi, tí em lên em bắn tiền đâu. Em bắn được mà. Bây giờ vẫn đang bám đít xe tải đang kè đường đây. Hả? Gần về đến chỗ công trường rồi anh ạ. Và còn hai điểm lún nữa thì mới về được cái công trường. Có đá, đã xe chở đá đây rồi. Thầy tiết kiệm đá không, còn hai điểm nữa thì không đủ để mà ném xuống. Thôi cái chỗ này anh lấy. Lái xe mới biết chứ còn bình thường nhìn cái đường này nghĩ là nó đơn giản nhỉ. Không thể đi được. Thế mà xe không qua nổi. Đúng rồi. Nhìn nó phẳng phẳng thế này thôi, một tí bùn bùn thôi mà. Không đi nổi mà. Thôi anh. Còn đây dày ra lái xe mà. Chéo chéo lên trên này. Cho ra này nha. Cho ra này. Chỗ này còn viên này cho viên này vào đấy. Cho mình vào đây là được.
chỗ này khá là thế này. Anh xúc máy xẻng này cho nước thoát về bên này. Xúc cho này, cho nước thoát đây. Kia còn cái ui nhét cái bùn đấy. Còn cái sỏi thôi ở ngoài ấy, anh hất cái sỏi đấy vào. Anh hất cái bùn đấy vào rồi này. Cái sỏi kia nữa kìa anh kìa, cái sỏi lúc mình đổ ống bánh cũ kìa, đấy cái sỏi đấy. Hả? Ừ. Rồi nhưng bây giờ quý từng viên sỏi một. Đá ven đường phát là nhảy xuống lấy đá luôn. Ây. May quá đoạn này có nhiều đá. Chỗ này mấy con to này anh nhỉ. Đường ở cái chỗ cái dãy nước này. Chỗ này cái cua nó rất là dốc. Xong rồi cái rãnh nước nữa. Nó làm cái này không làm thì nó đéo làm đâu. Với họ cũng không biết làm thế nào để cho có thể đi được ấy. Họ có lái xe đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đoạn tiếp theo. Đoạn này xong còn một đoạn nữa mới hết. Đấy, nhìn cái đoạn này trông có vẻ ghê hơn thì xe anh lại trèo qua được ấy. Thế như cái đoạn bằng bằng vừa nãy mới lại thì lại không qua được, thế tài. Đoạn này thì thôi nhưng mà cái nền bên dưới của nó vẫn chắc đúng không? Nền chắc nó cứng, xe nó không bị ấy. Anh cho máy viên vào đây thôi anh ơi. Làm máy viên thôi. Sau mình kè này có cao xe máy đi đoạn này đi. Chỗ này xe máy không đi được rồi. Vẫn chưa hết được. Úi úi, cẩn thận. Cái này xếp thêm đá thôi. Đây, cái này kể ra xuống dưới hủ mình nhặt quăng lên được rồi. Thế thôi, chắc đủ rồi. Hai cái hõm này ít thôi. Anh bỏ những cái đá bé bé để bên kia. Đúng là cho nước chảy sang bên này nữa nhé. Hai bên kia chạy. Hai anh bỏ những cái đá học bé bé nữa. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ đây, đội tiểu yêu này cũng tham gia đi sửa đường. Ui, còn to không bê được đâu. Mà thế mà sao luôn, mà chứa hồ. Trèo lên xe nhanh như sóc ấy. Quả đội này nó trèo lên xe nhanh như sóc ấy. Nó thích xe lắm. Mấy khi xe lên bản. Ok đấy. Sắp về đến trường rồi. Còn một chỗ nữa. Cua bị quá đà rồi. Lật luôn đấy nhỉ. Tati
chút chuẩn để chi cho tao ho. Bà không thể chơi cái gì phải chi đến lắm nhỉ. Ôi, thôi đợi xe một tí đi. Quẹt cái cỏ bây giờ. Bà rồi đó. Tôi học quá, tôi học quá chứ. Thử đường luôn. Được rồi. Mấy đứa trên kia bám chắc vào, cua gấp đó đấy. Lê chơi một tón sao? Cắm vào tường rồi. Người ta chở ít, người ta chở xong rồi, ra là người ta xong thôi. Không có một thằng xe hai cầu đi liên tục cả năng luôn. Thế cứ kệ thế vẫn cứ kệ đi. Nó vẫn đi. Trời, trên này đã ông nào bị lật chưa? Chưa. Chưa ông nào lật được. Chưa lật nên chưa sợ. Với lại quan trọng là chúng nó liều thôi. Liều. Không biết giữ xe. Mẹ đi một chuyến đổ xe thôi. Chứ bọn này. Các bác thợ xây sốt ruột có cần tìm ra tận đường à? Hết đồ để làm rồi à? Hết rồi. Có gì làm đâu mà. Đây xe đến đây rồi. Xe đang chở đá đây rồi. Giờ đi đâu sửa đấy mà từ nãy giờ sửa chục chỗ rồi. Thế mà bảo là anh không sửa à? Dân sửa nhưng mà dân không có đá. Với dân sửa, thật ra dân không lái xe, dân cũng chả biết là sửa thế nào. Bây giờ phải thuê thêm người để sửa. Chỗ cuối cùng rồi đấy. Đoạn cuối cùng. Còn bao nhiêu đá cho xong lốt? Hết sạch đá rồi à? Một xe chở đá đi trước. Xong đổ hết lửa đá rồi, quay đầu xuống rồi. Cuối cùng thì xe đá đã về đến trường. Chào chị. Sáng nay các anh đã đổ các cái gọi là cái gì nhỉ? Đây là lắp của bể phốt này. Đây các cái răng tô để làm cho các cái cửa chính và cửa sổ đúng không ạ? Nên lắp bể phốt. Cái máy quay của mình hết pin rồi, mình phải quay bằng điện thoại nên là nó sẽ rung. Đây là hệ thống dầm sắt. Các bác đã làm sáng nay, xong từ lúc 10 giờ sáng nay. Tuy nhiên là không có vật liệu để tiến hành đổ móng được. Đến tận chiều tối nay, bây giờ là 4 rưỡi rồi, xe mới vào được đến nơi. Nhưng mà từ ngày mai đi thì đường yên tâm rồi, thì sẽ vật liệu sẽ nhanh thôi. Sáng ngày mai thì anh ấy sẽ đổ móng sớm, thì khả năng mình không lên sớm để ghi nhận cái không khí của anh ấy đổ móng được. Cái buổi mà mình lên thì chắc là các anh ấy khả năng là sẽ đổ móng xong rồi. Nếu mà ngày mai lên kịp thì mình sẽ lên để quay cho các bạn xem.
mình cũng sẽ kết thúc cái video ở đây nhá. Bây giờ gần 5 giờ rồi, mình sẽ di chuyển xuống dưới và đi về huyện thôi. Thời tiết thì có vẻ là biến đổi tốt rồi đấy. Trời hôm nay quang và đã có nắng nhẹ rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo nhá. Đặc biệt là theo dõi cái công trình xây dựng hai cái phòng học cho điểm trường Cầu Dề Sang này nhá. Từ mai đi tha hồ làm rồi, không lo vật liệu nữa rồi. Chuyến xe được có bấy nhiêu đá thôi, hất một ít xuống đường. Này mai mà xe hỏi lên thì chắc cũng phải rơi vào độ tầm khoảng 8 giờ, 9 giờ chắc mới lên đây. Thì em nhờ anh tí, anh hộ em biết đầu lên xe rồi. Không có đồ, thế à? Chị bán sắt vụn à? Đúng rồi đấy. Cái gì? Nhưng mà nhớ là bao giờ mà con kia mà nó phối giống có bầu phát là phải bán cho em ấy nhá. Okay. Lần này là ghi lại bằng chứng rồi nhá, không có đùa với cợt gì đâu nhá.